We all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are... Hello mọi người, mình là Sube đây, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Sau 1265 ngày chơi, cuối cùng mình đã kiếm đủ tượng để max skill con trả lấy mặt tèo. Mình không có dùng chọc cam gì hết nha, chủ yếu là mở chì vàng rồi max skill từ từ thôi. Từ trước khi KVK diễn ra, mình đã mở chì vàng liên tục mãi cho đến khi KVK kết thúc. Bây giờ mình đã trở về map Kingdom thường luôn rồi, mở chì vàng vẫn không ra được tượng con CM. Chắc cũng phải hơn trên dưới 500 chì vàng rồi đó các bạn. Đối với ạc của mình, phải công nhận là mở chì vàng con CM khó ra cực kỳ. Các bạn thấy đấy, tượng cuối cùng của con CM cũng không phải mở chì vàng có được, mà do mình mua ở trong cửa hàng huy chương. Nói chung cũng rất là vui sau khi đã max skill được nó. Trong số tướng chì vàng, ngon nhất là con mèo mẹt, tiếp theo là con CM này rồi đó. Cùng mình đi sơ skill của con CM nhé. Skill thứ nhất, tạo khiên, hệ số 1200, tăng 30% sát thương trong 4 giây. Sát thương ở đây là tất cả các loại sát thương, kể cả lam trắng lẫn lam đỏ nha. Skill thứ hai, phòng thủ và sức khỏe tăng 20%, tổng cộng là 40% stat, quá ngon. Tốc độ hành quân 20%. Tốc độ hành quân tuy không ảnh hưởng lên sát thương hay gì cả, nhưng mà đối với phong cách chơi nhấp nhã như mình lại cực kỳ quan trọng. Skill thứ ba là thủ nhà thôi. Bây giờ chỉ có KVK1 và KVK2 mới dùng tới con CM làm thủ nhà. Từ KVK3 trở đi sẽ có nhiều sự lựa chọn tướng chinh phạt ngon hơn là con CM rất là nhiều. Biết đâu được tương lai mình có cơ hội bay Kingdom về chơi KVK2 làm khay thủ cho một Kingdom nào đó thì sao. Skill thứ tư, tăng sát thương phản công 30%, nhiều lắm đó nha các bạn. Đam phản công sẽ giúp các bạn kiếm kill chẳng may khi đạo quân của các bạn bị swarm. Các bạn muốn có chiến báo tốt hơn khi bị kẻ địch bao vây thì nên tập trung nâng cao cái đam chắn phản công. Cái thiệt hại phản công càng cao thì khi bị swarm các bạn sẽ trả lại nhiều sát thương hơn cho kẻ địch. Cũng vì có skill thứ tư này mà trước đây có một thời gian mọi người hay sử dụng con CM kẹp với lại Haran Sigusen làm thành một đạo chuyên đem đi đánh nhấp nhã cho người ta swarm, cứ nhảy ra nhảy vô trong thành phố cho địch swarm, khi nào thu phiêu mới làm được như vậy thôi nha. Cuối cùng là skill chuyên môn. Đây là skill nâng cấp của skill thứ hai. Chưa mát thì cộng chỉ số ít hơn, mát rồi thì sẽ được 20% mỗi loại. Nhắc tới CM thì không thể bỏ qua được bút bảo tàng của nó, tăng 35% tấn công và 10% sức khỏe, quá ngon. Vậy là con CM sẽ có tổng cộng 20% phòng thủ, 30% máu, 35% tấn công, 30% đam phản công, 20% tốc độ chạy. Nhìn đống chỉ số này kinh dị thực sự. Chỉ cần kết hợp nó với lại một con tướng có khả năng giảm thiệt hại kỹ năng nữa là gần như CM là hoàn hảo về cái khoản tăng cơ. Con CM này có mỗi một khuyết điểm, đó là không có đam đỏ thôi. Skill thứ nhất chỉ là một skill boost thêm sát thương. CM chỉ có duy nhất một khuyết điểm nho nhỏ này thôi, còn lại mọi thứ đều quá ngon rồi. Về bảng talent, mình có 3 bảng muốn giới thiệu cho các bạn. Bảng thứ nhất dùng để đánh open field. Đánh open field thì tốc độ di chuyển cực kỳ quan trọng, nên mình đã cố gắng max tất cả những cái điểm tăng nhanh tốc độ chạy cho con CM. Điểm 7 gai sẽ giúp cho CM đu bám kẻ địch tốt hơn. Điểm chiến binh tinh nhuệ cộng thêm 7.5 stat giúp cho CM vốn dĩ chỉ số đã rất cao nay càng cao hơn. Phía dưới này có đội hình thả lỏng, giảm sát thương kỹ năng phải chịu xuống 9%, vừa đúng bù trừ vào chỗ của con CM đang cần. Đây là bảng thứ hai của con CM dùng để đánh Hoàng Hôn Hẻm Núi và Chúa Tể Chiến Tranh. Vì lúc này chúng ta sẽ không cần tốc độ di chuyển nữa. Trong Hoàng Hôn Hẻm Núi và Chúa Tể Chiến Tranh thường sẽ là đánh tới chết. Vì vậy điểm BK Tuyệt Vọng sẽ giúp cho CM ra skill rất là nhanh khi bị thấp máu. Đánh Open Field không cần BK Tuyệt Vọng, đánh Hoàng Hôn thì có. Cuối cùng là bảng thứ ba, bảng này dùng để thực hiện việc đồn trú. Bảng này ít xài, chủ yếu là xài hai bảng phía trên thôi. Về ghép cặp thì mình thấy đa số người ta sẽ dùng CM kẹp Tôn Tử, CM kẹp Di Song Ghi khi chơi KVK1, KVK2, CM kẹp Athe Flash hoặc là CM kẹp Pigeon cũng có. Từ KVK3 trở đi thì người ta sẽ dùng CM kẹp với lại Hago Sigusen đánh nhấp nhã trong thành phố khi bị thu phiêu. CM kẹp SCBO cũng ok, vì CM sẽ tăng thêm đam khi con SCBO ra skill khá là ổn. CM lại có tăng tốc độ di chuyển, SCBO cũng tăng tốc độ di chuyển nữa. Khi bị target, cặp này có thể tẩu thoát dễ dàng hơn. Con CM này cực kỳ đa dụng nha các bạn. Mèo mẹt đánh nhau mạnh hơn CM, nhưng mà so về độ đa dụng á thì CM sẽ hơn hẳn là con mèo mẹt. CM có thể kết hợp với lại bất kỳ con tướng đam vòng tròn, ví dụ như là Di Song Ghi, Heralius hay là Gia Cát Lượng, Theodora gì đó, để đem đi kéo mang lợn. CM vẫn có hồi máu đến từ điểm quân y trong bảng talent. Đặc biệt khiên của con CM sẽ giúp cho đạo quân ít bị thương nặng hơn khi kéo mang gỡ. Mình đánh giá CM kéo mang gỡ tốt hơn cả recharge luôn đó. Tiếp theo là CM có thể dùng để móc mỏ. Alex kẹp CM vừa chạy nhanh vừa có đam to, cặp nào đuổi theo kịp thì đánh không lại Alex CM.
cặp tướng đánh được Alex M thì lại dí không kịp nó, khó chịu cực kỳ. Alex M có thể dùng để đua event huấn luyện quân đội đánh con Loha á. Muốn lấy top cao trong event này không thể thiếu hai con tướng này được. Trước đây CM của mình chưa max skill, mình dùng Alex M vẫn có thể giúp mình leo lên được top 1-2-3 dễ dàng, hoặc ít nhất là cũng nằm trong top 10, lấy được 4-5 cam gì đó, khá ngon. Dạo gần đây không thấy event đó nữa, không biết Lilith có bỏ event đó luôn hay chưa. Một số bạn hỏi có nên dồn chọc cam để max skill con CM hay không, thì theo mình thấy nếu các bạn nhắm có đủ điều kiện để max skill luôn con CM ngay trước khi KVK1 diễn ra thì lúc đó các bạn hãy đập chọc cam vào nó. Còn nếu các bạn trước KVK1 không đủ khả năng để max skill nó thì thôi, các bạn cứ mở chì vàng nâng từ từ, cố gắng max skill 1 hoặc là may mắn max thêm skill thứ 2 là đủ xài rồi. Và max 2 skill đầu tiên, các bạn chỉ cần mở chì vàng bình thường cũng có khả năng làm được điều đó rồi, không cần thiết phải đập chọc cam vào con tướng CM. Sau KVK1 mà các bạn không đủ tượng để max skill con CM thì theo mình thấy các bạn nên bỏ qua con CM luôn đi, tích chọc cam lại để lên KVK3 up max con Nevsky và con Chuan. Lúc đó các bạn sẽ cảm thấy chơi game phê hơn rất là nhiều so với lại con CM. Đa số 99,99% người chơi đều không thể max skill con CM trước KVK1 được, nên mình sẽ thiên về khuyên các bạn nên tích chọc cam sẽ tốt hơn. Từ KVK3, Gia Cát Lượng đã ra mắt rồi, thì bộ binh sẽ là đáy của xã hội. Nhấn mạnh luôn là đáy của xã hội nha các bạn. Mình có max được skill của con CM, vẫn bị cung binh vả cho xỉu lên xỉu xuống thôi. Quang Vũ còn không chịu được, huống gì là con CM. Bộ binh muốn đánh kỵ binh gần như là diễn vong, vì kỵ binh chỉ đứng lại đánh khi họ có lợi thôi. Họ mà yếu thế thì họ bỏ chạy ngay. Ta là thần búa của Frank, gáy đi. Lạng quạng bị Nevsky Chuan vả vô mặt bởi cả khiên con CM đấy. Mình dự định dùng con CM kẹp SCBO, Quang Vũ thì kẹp Alex, còn Leonidas thì bỏ luôn không chơi nữa. Các bạn thấy sao? Hay là mình nên dùng Quang Vũ kẹp CM rồi SCBO kẹp Alex? Mình cũng vừa mới max CM thôi, chưa trải nghiệm thực tế được, chưa biết như thế nào nữa. Bạn nào đã max skill được con CM từ trước rồi, có thể để lại bình luận ở phía bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại.